Chào cả nhà đến với kênh Lê Linh miền Tây. Cả nhà trưa nay Linh đổi món sang ăn bún mắm nha cả nhà. Bún mắm giả chiến. Linh nấu ít rồi, Linh nấu chừng khoảng chừng 2 tô rồi cả nhà. Linh không có nấu nhiều. Linh ăn đó, Linh không có nấu nhiều cả nhà. Cái bún mắm này Linh nấu bằng cá lóc á. Linh có mua giá với bắp chuối nè. Giờ Linh bỏ thêm miếng rau vô, bắp chuối vô. Giá nãy Linh có bỏ, Linh không có bỏ thêm. Nè, bỏ lá quế vô. Lâu lâu thèm bún mắm nấu giả chiến ăn cả nhà. Mình ơn Linh ăn rồi Linh cũng không có nấu cầu kỳ nữa. Nấu chừng 2 tô rồi Linh ăn 1 tô coi điện thoại ông xã Linh có ăn không. Nặng vô 1 miếng tắc. Linh có quậy nước chanh nè. Bún mắm uống nước chanh cái mà cho nó mát. Thời tiết lúc này nó nắng nóng quá. Linh uống nước trước. Nãy thấy người ta bán cam ký 10.000 á, thấy cũng ngon quá là Linh mua về Linh làm nước uống cho nó mát. Linh mời cả nhà ăn bún cùng với Linh nha. Lâu ăn lại cái nó ngon. Mình có bỏ mấy cọng rau đắng. Bỏ ít từ rau đắng lúc này sao nó đắng quá cái nhà, tháng hạn nó đắng quá. Ớt cho nó cay cay. Hết ớt chín là Linh ăn ớt còn xanh. Cái lóc này hôm qua Linh mua Linh nấu cháo ăn này. Còn lại trưa nay Linh nấu bún mắm.
lâu ăn lại nó ngon các nhỉ. Cá lóc này Linh mua cá lóc nuôi chứ không phải cá lóc đồng. Ở chỗ Linh ít bán cá lóc đồng. Lâu ăn bún mắm ngon quá cả nhà. Linh ăn hết cái tô bún này nè, vừa uống thêm miếng nước nữa. Video của Linh chia sẻ đến đây cũng xin khép lại nha cả nhà. Cả nhà mà có yêu mến kênh của Linh á, vào xem ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ để động viên tinh thần cho Linh nha cả nhà. Video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt cả nhà.